Rồi em chào anh em nha. Không có để anh em chờ lâu nữa. Đây nè. Cái thùng này thì cái đầu bò phu 1 thì anh chủ anh vô nhận hàng nha anh em. Cái lồng này bán rồi. Cái vỏ đầu của thằng này bán rồi. Vỏ đầu của 110 được bán rồi. Bộ cam cò bán rồi, cuộn lửa phu 1 bán rồi. Xá xị này bán rồi, còn bình xăng con với boe. Cái boe này á, anh em nào lấy tính giá hữu nghị luôn 450.000. Bình xăng con này á, anh em nào lấy á, thì em tính cho anh em là giá là bình xăng con này em tính em giá 1.1 triệu thôi. Co xăng này 200. Ok. Rồi. Anh em nói chung thì cũng lâu rồi không có giao lưu nồi với anh em. Đó thì hồi sáng này em có giao lưu với anh em hai bộ nồi. Một bộ Super 212, một bộ Phu Chờ 1 đời 2000. Thì đêm nay em giao lưu với anh em ba bộ nồi này, ba bộ nồi đẹp không nha anh em. Một bộ cọp nè, quay A216 luôn nè. Đó, cọp nè. Để như vậy đi, để từ mắc tiền cho đến từ cao tiền cho đến thấp tiền đi. Để. Đây em sẽ xin giới thiệu với anh em sơ qua ba bộ nồi nha. Bộ số 1 quay A216 em báo giá cho anh em luôn. Bộ này em tính anh em giá 1.6 triệu thôi. Bộ số 2 quay A214 em tính anh em bộ này giá 1.4 triệu. Bộ số 3 quay A đời 213 em tính anh em giá 1.3 triệu. Đó. Rất là dễ chơi và em cam kết với anh em mấy bộ nồi này là cực kỳ bốc khỏi suy nghĩ. Đó. Còn nồi quay A em xin nói thẳng với anh em trước luôn. Đó, nồi này những bộ nồi này cam kết với anh em lên xe chạy rất bốc. Siêu bốc khỏi suy nghĩ. Đó, em cam kết với anh em lên xe là chạy siêu bốc. Đây nha anh em, mặt bố rất là sát chuông nha anh em nha. Đó. Ừ, đây. Đó. Rất là sát chuông nha. Đó, như vậy chạy rất là giãn nha anh em nha. Đó, ở cái độ hở như thế này chạy rất là giãn nha. Đó. Thì bây giờ em sẽ xin đi vô chi tiết. Bộ số 1 của E216, bộ này nồi cọp nha. Để lâu lắm mà để tới cái chuông nó bị oxy quá anh em. Cái chuông mà mình để ở ngoài không khí mà nói chung nhớt mà bảo quản nhiều khi lâu lâu em quên quẹt á. Nè, chùi cái lá ra hết trơn nè. Thấy không? Nó mới có ấy à. Cái này có đâu có gì đâu. Anh em vô xe vô chổng nó có dầu nhớt nó bôi trơn, hết trơn à. Thì bộ nồi này á thì em nói thiệt tình với anh em luôn á là không có gì để tả đó. Đó, bộ nồi này em xin nói thiệt với anh em một câu luôn á là không có gì để tả đó. Thường thường em nói thiệt với anh em lúc trước mà những bộ như thế này em bán giá 2.2 triệu bộ không đó. Đó. Còn tồn động ba cái hàng quá nhiều quá thôi xả cho anh em luôn. Cái này bán là gọi bán gì đam mê nè. Chơi với anh em chứ em cần lúc này em cần làm một số dự án khác anh em ơi. Em cần làm những cái máy đời cổ. Cặp dung hút cọp luôn nha anh em, mực còn mực hẳn. Bộ nồi này em nói thiệt với anh em chứ hồi trước á, những bộ nồi này hồi trước mới còn chứ bây giờ em mua máy về sau này em nói thiệt với anh em. Do nó hút hàng quá đó anh em, cho nên là họ về sau này hết những máy đẹp thế này. Bộ nồi này cái chuông này như mới đó anh em ơi. Nói chung là em cam kết với anh em bộ nồi này chạy không quá 30.000 đó. Thấy không anh em? Bằng trang luôn, không một miếng gợn gì luôn đó. Nè, còn ba càng anh em nha. Nè, những bộ nồi này anh em lưu ý nha, không có cò muỗng ốc chỉnh nồi gì hết nha anh em, không có máng nhớt chỉ như video anh em lưu ý. Em bán có sao nói vậy, quay lên thực tế anh em mua được mua không mua được anh em mình vui vẻ nha anh em. Nè, đi nhớt anh em coi nè, như mới luôn nè. Đây. Ngày 6 tháng 9 năm 2016. Trời ơi, cái bộ nồi số 1 này em nói thiệt với anh em chứ bán giao lưu chơi với anh em chứ. Tại vì em dự định hôm rồi á, em thấy bộ này nó cọp quá, em tính để cuối năm em vô xe nhưng mà sau này em đổi cái hướng đi là em sẽ lấy nồi của cái thằng quay 110 em vô. Đó. Trời ơi, bộ nồi này thôi anh em ơi. Tầm này nó thiệt với anh em không có thuốc. Hết thuốc. 5 tháng 9 năm 2016 là như mới luôn đó. Đó. Nè. FV nè. Cái màu lá bố nó xanh lè luôn. Một lá 7 nè. Số nè.
dở lên cho anh em coi, đâu có giấu giếm cái gì nữa, như mới giấu gì mà giấu. Bán anh em 1.6 triệu dầu lưu với anh em luôn. Mấy bộ nồi này em nói thẳng với anh em đừng hỏi tới độ bốc. Xin lỗi với anh em á. Rồi. 1.6 triệu anh em ơi. Anh em mến alo em nha. Bộ số 2 quay A đời 2014. Đó, nồi này cũng nồi whip luôn nè. Ba bộ này là ba bộ đẹp không? Sớm giờ khách hỏi em canh coi chừng nào lên quá trời luôn. Thì anh em từ từ, cái gì cháu nó cũng nhừ anh em ơi. Đây nè, đã nói rồi nha, nồi quay A đặc tính của nó lên xe là có hú gió nhẹ hết nha anh em, không có bộ nào mà không hú gió hết nha. Nói trước để mất công anh em mình khó chịu nhau. Đó. Bộ này quay A đời 2014 nha anh em. Cái chuông nói chung với nè, anh em nhìn tự đánh giá đi. Zoom bự cho anh em coi luôn nè. Cái chuông gợn như một tờ tiền nha, rất là nhẹ nha anh em, gợn rất là ít. Đó. Chổng em còn một bộ nồi quay Thái 110 đời 2000, em nói thiệt với anh em bộ đó bây giờ chắc khó kiếm đối thủ lắm. Cái chuông không gợn luôn. Cái chuông là ít hơn cái bộ này luôn nè. Đó, bộ nồi đó phải đúng 6 triệu rưỡi em mới bán. Còn ngoài ra để đó ngâm nhớt nó đi, gấp gì. Đây, bộ này quay A đời 23. Ủa. Cái bộ quay A đời 23 này em nói lộn nha. Thằng này quay. Thằng này 23. Ôi, lộn anh em ơi. Đây nè. Bộ 24 này là 1.3 triệu nè nghe anh em. Còn cái bộ 24 này là 1.4 triệu nè, bộ này là 1.3 triệu nè nghe anh em, quay A 23 nha. Đổi lại. Khùng thiệt trời. Nè, nói đúng. Đây, bộ 24 nè, coi lại luôn nè anh em. Quay A đời 24 nha anh em. Đẩy lâu quá là nó tồn động rồi thôi. Bán cho anh em hợp lý, dễ chơi, dễ xài luôn. Những bộ này hú lớn là chắc cú cho anh em là không hú lớn, nhưng mà có tiếng gió hết nha anh em. Quay A là anh em phải chấp nhận. Đây. Chuông gần rất là nhẹ nha anh em. Đó. Quay A 24. Bộ này em bán anh em, bộ này em bán anh em giá là 1.3 triệu thôi. 24 em bán anh em giá 1.3 triệu thôi, nhanh lẹ. Đó. Đây. Ngày 6 tháng 11 năm 2014, nói chung là nó cuối 24 chuẩn bị bước sang 25 luôn rồi. Mấy bộ này là hàng em tiễn đẹp không à. Bố của anh em nhìn nè. Đó. Những bộ này anh em vô dở cái đầu không khỏi suy nghĩ đâu nè, khích khình khịch đó. Quay ngày 24 nha anh em, ngày 4 tháng 11 năm 2014, FV 107, số rồi. Bộ này là bao anh em hết. KFL FCC. Đó. Bộ này tính em 1.3 triệu thôi anh em. Quay A 23 này cũng vậy luôn anh em ơi, đồng giá luôn đó. 1.3 triệu đó. Nãy coi cái chuông rồi, giờ coi sơn ngang bố đi. Hai thằng này nó một cỡ 1.3 triệu một. Nói thiệt với anh em bán mấy bộ nồi này anh em tin tưởng anh em mua, chứ thực chất nồi này khó nói lắm. Anh em tin tưởng anh em mình, anh em người ta tin tưởng em, người ta mua 24 tháng 8 2013 nè. 107 nè. FV nè. FV nè anh em thấy không? 107 nè.
số nè, bộ này là thôi à. Đó đó, đồng giá 1,3 triệu hai bộ này đó. Đó anh em nào chốt thì alo em đó rồi. Chào anh em nha.